Chào các bạn, trên tay mình đang là sản phẩm Sony Xperia Z5. Thì tiếp nối những cái đoạn clip trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chuyển file từ các dòng máy giống như là Samsung, Huawei hay là Asus Zenfone hay là những dòng sản phẩm Oppo. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tiếp tục cái dòng sản phẩm Sony Xperia Z5 này. Mình áp dụng chung các dòng điện thoại Sony luôn các bạn nhé. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách chuyển nhạc từ cái Z13, cái file thì mục Z13 này sang cái thẻ nhớ của chúng ta. Thì các bạn có thể là chọn chuyển bất kỳ, bao gồm là hình ảnh, video clip, nhạc hay là những cái liệu đó bất kỳ các bạn thích thì các bạn chuyển thôi. Mình hướng dẫn các bạn chuyển tại vì mình thấy nhiều khách bạn á tải nhạc về đầy bộ nhớ rồi không biết cách chuyển như thế nào, thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chuyển. Thì đối với trên cái dòng máy Sony này, nó có một cái ứng dụng có tên là File Commander. Đây là cái ứng dụng File Commander này. Ứng dụng này thường là mặc định trên dòng máy Sony, nó có cái đặt sẵn, hoặc là nếu mà không có thì các bạn có thể là lên cửa hàng Sclay gõ cái ứng dụng File Commander để tải cái ứng dụng này về. Rồi hiện đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái ứng dụng File Commander các bạn nha. Rồi các bạn mở cái ứng dụng File Commander lên. Rồi ở đây hiện tại nó sẽ hiển thị lên bao gồm hình ảnh, nhạc, video clip hay tài liệu tải xuống gì đó. Nó cái phiên bản này là phiên bản dùng thử nên các bạn muốn sử dụng chính thức là các bạn phải mua trả phí, thì mình sử dụng phiên bản dùng thử thôi. Rồi ở đây hiện tại thì làm sao chúng ta có thể là tìm được hai cái bộ nhớ trên máy và cái bộ nhớ trên thẻ nhớ? Thì các bạn nhìn ở trên góc bên tay trái đây, bảy góc bên tay trái nó có biểu tượng ba gạch, bấm lên cái biểu tượng ba gạch rồi cú xuống, rồi các bạn sẽ nhìn thấy đây nó sẽ có hai cái mục là bộ nhớ trong của thẻ SD. Đây các bạn thấy không? Rồi bây giờ hiện tại các bạn muốn di chuyển từ cái bộ nhớ trong là bộ nhớ thiết bị, là bộ nhớ máy sang thẻ SD, các bạn bấm lên cái mục bộ nhớ trong. Rồi mình lấy ví dụ là chuyển các bài hát từ Z13 thì các bạn phải tìm đến đúng mình cái tập tin Z13, bấm lên tập tin Z13. Rồi trong đây nó sẽ có những cái bài hát sẵn, các bạn muốn di chuyển thì rất là đơn giản, các bạn nhấn giữ lên giúp mình một cái bài hát, nó sẽ bôi đen cái bài hát này, nó sẽ khác những cái bài hát còn lại. Rồi muốn chọn tiếp theo thì các bạn bấm chọn vào. Còn nếu mà các bạn muốn chọn tất cả thì các bạn ở trên đây nó có dấu ba chấm đây, bấm lên dấu ba chấm thì nó sẽ hiện lên cái chữ chọn tất cả, bấm vào thì nó bôi đen luôn cái thư mục của mình. Bấm bỏ thì rồi bấm lên tự động nó sẽ bỏ, nó không còn bôi đen nó bỏ. Rồi ở đây hiện tại các bạn sẽ thấy được là ba cái biểu tượng cơ bản: sọt rác đồng nghĩa việc là xóa, kéo có nghĩa là cắt, cắt có nghĩa là di chuyển nó luôn, không có tạo cái file mới gì hết, nghĩa là di chuyển cái thư mục gốc sang cái thư mục khác. Copy là cái biểu tượng hai cái vuông này, thì các bạn copy nghĩa là bạn tạo một cái bảng mới sang một cái vị trí lưu trữ mới thôi. Còn các bạn muốn di chuyển thì các bạn bấm lên cái biểu tượng cái kéo cho mình, rồi mình bấm lên biểu tượng cái kéo để di chuyển. Rồi khi mà các bạn bấm lên biểu tượng cái kéo rồi thì các bạn quay về bấm vào cái biểu tượng ba gạch này, nó lại hiện lên cái bảng tiếp tục là vuông xuống, sẽ thấy cái biểu tượng là thẻ SD. Rồi bấm lên cái mục thẻ nhớ để mình truy cập vào cái bộ nhớ của thẻ nhớ. Ở trên đây nó có khá là nhiều cái thư mục, thì các bạn muốn là di chuyển qua thư mục nào thì các bạn bấm lên cái thư mục đó. Mình ví dụ là mình chọn vào thư mục là Music. Đây, cái thư mục Music, bấm lên. Rồi, ở trên đây thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng có cái giao diện bao gồm là cái biểu tượng này giống như cái nẹp vậy. Bản chất cái này là bát nhưng các bạn có nghĩa là dán vào hình cái nẹp. Bấm lên dấu ba chấm thì nó sẽ cho phép chúng ta cái dạng xem thư mục mới. Có nghĩa là mình bạn tạo một thư mục nào đó thì các bạn bấm lên thư mục đặt tên như là A, B, C chẳng hạn. Rồi sau đó OK. Rồi nó sẽ vào cái thư mục A, B, C này, nó sẽ tạo ra một thư mục con, chỉ cần vào. Rồi ở trên đây thì các bạn muốn di chuyển hai cái bài hát đó vào thì các bạn chỉ cần bấm lên cái biểu tượng hình giống như là cái nẹp tài liệu này, bấm vào. Rồi như vậy thì hiện tại là nó đã chuyển được hai cái bài hát từ thư mục Z13 trên bộ nhớ máy sang cái vị trí là thẻ SD, thẻ nhớ của chúng ta, hai cái bài hát của mình vừa tải về. Thì các bạn có thể chọn hình ảnh là nhạc hay là video clip, bất kỳ dữ liệu gì trên máy chúng ta có thể di chuyển bằng cách này. Rồi như vậy là mình đã tiến hành là hướng dẫn các bạn xong sử dụng cái ứng dụng File Commander để có thể là tải những cái dữ liệu, mình gọi là chuyển dữ liệu từ cái bộ nhớ của máy sang thẻ SD. Rồi mình sẽ tổng hợp những cái cách mà chuyển những cái dòng máy khác nữa để gửi đến các bạn có thể theo dõi. Nếu các bạn có thắc mắc gì đó thì có thể là comment bên dưới video clip này, mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Nếu các bạn thấy video clip hữu ích có thể là like và subscribe ủng hộ kênh mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.